Agri Doctor TV, kênh thông tin nông nghiệp tổng hợp. Hoa ly là một loại hoa rất phổ biến ở Việt Nam. Hôm nay, bạn hãy cùng bác sĩ nông nghiệp tìm hiểu về hoa ly trồng bao nhiêu ngày thì nở nhé. Đầu tiên, ta cùng tìm hiểu về đặc điểm của hoa ly. Hoa ly thuộc loại thân vảy. Số lượng vảy tỷ lệ thuận với số lá và số hoa. Lá mọc rải rác thành vòng thưa, hình kim hoặc hình thuôn, đầu lá hơi nhọn không có cuống hoặc cuống ngắn. Ly có nhiều củ con ở thân rễ, chu vi từ 0,5 đến 3 cm, số lượng củ tùy thuộc vào giống và điều kiện trồng trọt. Hoa lily có nhiều màu sắc khác nhau, trứng, hồng, đỏ, vàng, mọc đơn lẻ hay xếp đặt trên trục hoa. Hoa chúc xuống, vươn ngang hoặc hướng lên, gồm 6 cánh hoa hình elip, gốc cánh có chấm màu tím, hồng, có 6 nhị. Tiếp theo là các yếu tố tác động đến việc nở hoa của hoa ly. Về nhiệt độ, hoa ly là cây chịu rét khá, chịu nóng kém, ưa khí hậu mát ẩm, nhiệt độ thích hợp ban ngày là 20 đến 25 độ C, ban đêm là 12 đến 15 độ C. Các giống lai phương Đông thời kỳ đầu thích hợp với nhiệt độ ban ngày 25 đến 28 độ C, ban đêm 18 đến 20 độ C, dưới 12 độ C cây sinh trưởng kém, hoa dễ bị mù. Từ khi xuất hiện nụ đến khi ra hoa nhiệt độ chênh lệch ngày, đêm ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của thân. Nếu chênh lệch từ 0 độ C đến 16 độ C thì độ cao của cây dao động từ 14,2 đến 27 cm. Ánh sáng. Hoa ly là cây ưa cường độ ánh sáng ở mức trung bình, cường độ ánh sáng thích hợp từ 12 đến 15.000 lux. Vào mùa hè với nhóm hoa ly châu Á và hoa ly thơm cần che bớt 50% ánh sáng, nhóm phương Đông nên che bớt 70% ánh sáng. Ngược lại, trồng trong nhà lưới vào mùa đông, ánh sáng không đủ, nhị đực sẽ sản sinh ethylene, dẫn đến nụ bị rụng. Đặc biệt là nhóm lai châu Á rất mẫn cảm với thiếu ánh sáng, do vậy cần bỏ bớt lưới che phủ để tăng cường ánh sáng tự nhiên cho cây. Về nước. Thời kỳ đầu cây cần nhiều nước, thời kỳ ra hoa nhu cầu nước giảm bớt vì nước nhiều củ dễ bị thối, rụng nụ. Hoa ly thích không khí ẩm ướt, độ ẩm thích hợp nhất là 80 đến 85%. Về không khí. Hoa ly là cây khá mẫn cảm với khí ethylene, tuy nhiên độ mẫn cảm của các giống rất khác nhau. Giống châu Á mẫn cảm hơn đối với khí ethylene so với các dòng giống khác. Về đất. Hoa ly có thể trồng trên nhiều loại đất, nhưng đất nhiều mùn, đất thịt nhẹ là tốt nhất. Hoa ly là loại cây có rễ ăn nông, vì vậy đất thoát nước, tơi xốp rất quan trọng. Các giống lai châu Á và hoa ly thơm yêu cầu độ pH thích hợp từ 6 đến 7, giống thuộc nhóm phương Đông yêu cầu pH từ 5,5 đến 6,5. Về dinh dưỡng. Hoa ly yêu cầu mức độ phân bón cao nhất trong 3 tuần đầu kể từ sau khi trồng. Tuy nhiên, lúc này rễ non dễ bị ngộ độc muối. Muối trong đất chủ yếu do phân bón, nước tưới và hàm lượng dinh dưỡng của cây trồng vụ trước tạo nên. Vì vậy, để tránh tác hại của muối trong đất, trước khi trồng 6 tuần cần phân tích đất để biết hàm lượng muối. Hoa ly cũng mẫn cảm với hợp chất chứa clo, yêu cầu lượng clo trong đất không vượt quá 15 mol một lít, nếu không sẽ gây hại rễ. Đất thiếu canxi, hoa ly dễ bị vàng lá phát triển không gọn. Tiếp đến là về thời điểm thu hoạch hoa ly. Hoa ly sau trồng 50 đến 55 ngày thì bắt đầu có nụ và sau khoảng 2 đến 3 tuần là có thể thu hoạch. Bởi vậy ngay khi nụ thứ nhất dưới gốc phình to và có màu thì có thể thu hoa, nếu thu sớm hơn thì nụ sẽ không phát triển đầy đủ, hoặc thu muộn hơn, một vài nụ đã nở to ra, hoa dễ bị dập nát. Nếu trên một cành có 6 nụ thì nên cắt khi 2 nụ dưới có màu là tốt nhất. Kế tiếp là cách thu hoạch hoa ly. cắt hoa vào buổi sáng để tránh nụ bị khô tóp lại và hạn chế việc giữ khô trong nhà lưới, không nên quá 1 giờ. Việc thu vào sáng sớm hay lúc trời râm mát để tránh sự thoát hơi nước của hoa. Tuyệt đối không thu hoạch vào giữa trưa vì lúc này nhiệt độ cao, ánh sáng mạnh sẽ làm cho cành hoa héo tàn nhanh. Dùng dao hoặc kéo sắt để cắt, không nên cắt hoa quá thấp để cho củ lớn thêm, tốt nhất là cắt cách mặt đất 10 đến 15 cm, để lại 5 đến 6 lá trên cây. Sau khi cắt, ngâm ngay cành hoa vào nước sạch để cành hoa không bị mất nước. Kế đó là cách xử lý sau khi cắt hoa ly. Sau khi cắt hoa, loại bỏ hoa đã nở, các cành hoa già, xấu, không đủ tiêu chuẩn ra một khu riêng. Cắt tỉa bỏ những lá già, vàng, sâu bệnh ở trên cành, bỏ bớt lá dưới gốc cách vết cắt khoảng 10 cm. Tiếp theo là cắm ngay 1/3 cành hoa vào trong thùng nước sạch, sau đó đưa vào nơi mát, thông thoáng để xử lý sơ bộ. Cuối cùng là cách bảo quản hoa ly. Trước khi tiến hành bảo quản, cần phân loại hoa theo từng loại để tiện bảo quản. Thường dựa vào độ dài cành, độ cứng của cành, số lá và số nụ để phân cấp. Nhóm 1, chiều cao thân 50 đến 70 cm. Nhóm 2, chiều cao thân 70 đến 90 cm. Nhóm 3, chiều cao thân 90 đến 110 cm. Nhóm 4, chiều cao thân 110 cm và dài hơn. Sau khi phân cấp xong thì bó lại với số lượng cành từ 5 đến 10 cành một bó tùy theo nhu cầu của khách hàng. Tiến hành bó hoa lại thành bó, sao cho các nụ hoa được xếp bằng nhau. Gói hoa lại thành chùm trong giấy kiến. Giai đoạn cuối cùng là gói hoa, giấy gói hoa ly phải bảo vệ được cả búp hoa và thân cây. Quá trình gói hoa phải được thực hiện trong thời gian ngắn, tránh hoa không bị khô. Nếu không thể phân loại và bó hoa được ngay sau khi thu hoạch thì nên mang hoa vào chứa trong kho lạnh. Agri Doctor TV xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đón nhận của các bạn trong những video tiếp theo.